từ nay cửa khổng gài then, chờ ta trở lại thì đèn hết lu. Thầy sẽ trở về đó, thầy cho biết là lúc đó mà thầy trở về và thầy cho biết là thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu. Thì thông tin cho cô bác biết là đồng đạo, đồng bào và đồng đạo nên mừng đi, một ngày hòa bình sẽ gần đây, chiến tranh không còn loạn lạc giặc giã đau thương nữa, là lời của Đức Thầy nói chắc chắn Mà sẽ có. con Cô bác cái nhỉ? là thế giới mà họ không còn thuận thảo nhau nữa đó, thầy nói là mẹo đó hết, dòng bay dơ dẳng khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, lê dân trăm họ sáu sào, rã rời phụ tử báo đạo tuổi nhiễm tuôn, rồi xương quá sức quắc cuồng tâm não, quyết cứu người dùng đạo phổ thông, ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp cả lạc hồng thánh thơi. Thì lúc đó thế giới họ đang gây gổ, họ đánh với nhau rồi, thì chắc chắn là một ngày Dạ, kia Nam sẽ ra. mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa Huynh Sang, hôm nay có nhân duyên gặp Huynh Sang tại nhà của Huynh Dưỡng. Thưa Huynh Sang, xin Huynh Sang gieo duyên qua bốn câu giảng của Đức Thầy là tay tăng sĩ gậy thiền quyết nắm, lằn bụi bờ xuống thẳm lên đèo, dầu cho gặp lắm hùm beo, từ bi quẳng dẫn niệm quyết leo khỏi rừng. Dạ, thưa Huynh Sang, xin Huynh Sang chia sẻ như bà con ở đây, như bà con ở trên mạng nghe chung. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, và cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Thì kính thưa toàn thể quý bà cô bác anh chị em kính mến, nhân hôm nay cũng đủ duyên lành chúng tôi đến đây để chia sẻ qua giáo lý Phật giáo Hòa Hảo mà đồng đạo có đưa lên bốn câu giảng trong bài Thu Đã Cuối. Tay tăng sĩ gậy thiền quyết nắm, lần bụi bờ xuống thẳm lên đèo, dầu cho gặp lắm hùm beo, từ bi dẫn niệm quyết leo khỏi rừng. Thì kính thưa toàn thể quý cô bác và đồng đạo, nhắc tới đây chúng ta mới biết là cái sứ mạng và cái bổn phận Đức Thầy dâng năm sắc lệnh của Phật xuống đây để truyền khai đạo pháp, mà trong quãng đời hoằng dương chánh pháp của Đức Thầy gặp nhiều gian truân hết sức là đau khổ. Thì cái đoạn giảng này để nói lên những cái bổn phận trách nhiệm của thầy, tại vì Đức Thầy chúng ta là một vị cổ Phật lâm phàm, Đức Thầy có tiết lộ là sao chẳng nỡ ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần để chịu cảnh chê khen. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân nên chẳng cởi tấm thân lao khổ, giả quê dốt phiên người tỉnh ngộ, giả bán buôn thức dắt người đời, rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kiêu ngạo, xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão, buồn sớm làng cứ khét ghét điên khùng, nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài bá tánh. Thầy ngài cho biết là cái sứ mạng của ngài dâng năm sắc lệnh xuống đây xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão, tháng năm 18 rõ ràng cùng sớm cuối làng ai cũng cười reo. Vì vậy cho nên Đức Thầy ngài cho biết là cảnh thiên trước là ngài đã có một cái ngôi vị ở cõi Tây Phương Cực Lạc các bác. Bồng lai điên dại có ngôi, Tây phương cực lạc khùng ngồi tòa sen, sao đã chẳng đã ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần để chịu cảnh chê khen. Vì ai? Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền để chuyển lập hội long hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc tiêu bang. Đây là cái sứ mạng, cái bổn phận trách nhiệm của trọng trách của Đức Thầy chúng ta. Mà cái đoạn đồng đạo hỏi là tay tăng sĩ gậy thiền quyết nắm, lần bụi bờ xuống thẳm lên đèo, dù cho gặp lắm hùm beo, từ bi dẫn niệm quyết đeo khỏi rừng.
Vậy cho nên là Đức Thầy xuống đây vì chúng sanh, mà ngài là từ ở bên Tây Phương Cực Lạc là bể trần sóng cuộn lao sao, sông thuyền bát nhã lướt vào một phen, quản chi lực kém tài hèn, dù đời bạc đãi nhưng mà ngọn đèn cứ nêu sôi từ đài cát xá liều, cho người chỉ lạc biết điều nghĩa nhân. Vậy vậy cho nên là cái trọng trách của Đức Thầy của chúng ta là cái bổn phận rất là lớn lao trong cái buổi hạ quân này của bác. Tại vì Đức Thầy ngài cho biết là chuyển lập hội Long Hoa chọn đấng tu hành cao công quả để ban cái xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn giáo truyền đại đạo, định ngôi văn thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc tư ba. Như vậy là cô bác và chư đồng đạo chúng ta nên mừng, nên mừng đi. Đức Thầy chúng ta là một vị Phật mà ngài cho biết là một tay tá quốc an bang nước nhà, dựng đặt hớn đàn hiển dinh. Rồi đây thế giới năm châu hiện giờ họ đang gây gỗ chiến tranh. Thầy cho biết là mẹo đã hết, rồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu, nghịch lẫn cùng nhau, lê dân trăm họ sáo xào, rã rời phụ tử máu đào nhuộm tuôn, thương quá sức bắt cuồng tâm não, quyết cứu đời phải dùng đạo phổ thông, ước mơ cho được đại đồng tràn trời khắp cả lạc hồng thánh thơi. Như vậy là cái ước mơ của Đức Thầy chúng ta không phải là ước mơ suông nghe cô bác, nghĩa là một ngày nào phải có một ngày đây hò hẹn Phật tiên, có một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mặt, ta mới thảnh thơi trở có khai. Cho nên cái ước mơ của thầy đây là không phải ước mơ suông, hay là ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Vậy là trong cái bài sứ mạng Đức Thầy có tiết lộ sau này Đức Thầy sẽ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Các bác mình an tâm đi, sẽ mình tin tưởng một có một cái niềm vui chắc chắn, một ngày gần đây thế giới không còn chiến tranh giặc giả nữa, thế giới sẽ được hòa bình, mưa thuận gió hòa các bác. Bởi Đức Thầy ngài cũng có cho biết là tỏ tình đời ít câu cung thỉnh, mong kháng quan vào cửa xem tuồng, có cùng cây điểu thú chim muôn, nhân với giặc quần lai bổn tánh, đó biết ai là Phật Thánh, ai Thảo Hiền, ai lỗi đạo nhà, rồi đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thạnh thới. Nghĩa là có một ngày gần đây thế giới sẽ hòa bình, không còn chiến tranh loạn lạc nữa. Chắc chắn lời của Đức Thầy nói chắc chắn là sẽ có các bác. Đức Thầy không phải là ước mơ suông nha các bác. Lời Đức Thầy nói ra là trên thật ngữ, nói đâu là coi như là cái ký bút hiệu, là như là gọi là hạ bút thằng thơ đã lời khai. Cho nên cái lời của Đức Thầy nói ra là cô bác mình không phải là coi thường được. Đạo Pháp xem qua chớ gọi thường, chuyên chú nghĩ si từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thường lưng. Nghĩa là Đức Thầy ngài cho biết là ước mơ thế giới lăng hòa hảo, là tất cả sau này cô bác biết là thế giới sẽ lăng hòa hảo, chắc chắn một ngày sẽ có. Đức Thầy có đoạn Thầy nói đó, giết một ngọn lưỡi này một tấc, đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn chờ trong bá tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Đức Thầy ước mơ chỗ này không phải ước mơ suông các bác. Đức Thầy chúng ta là một vị Phật trên thông thiên văn, dưới triệt địa lý, trung quán nhân sự, nghĩa là cái việc ở thế gian, cái quả trên quả đất này, việc gì Thầy cũng biết hết trơn. Cho nên là Đức Thầy biết sau này thế giới sẽ có một ngày hòa bình, sau này thế giới sẽ lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé mỉm cười. Thì nói đây là cái thông tin cho các bác mình là chư đồng đạo xa gần nên mừng đi. Đức Thầy ước mơ đây là chắc chắn sẽ có một ngày là thế giới không còn chiến tranh giặc giả nữa, thế giới mưa thuận. Thầy nói là nước cờ mới nay đà khởi sắp, chỗ tài hai biển lấp non dời, dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuận. Lời của Thầy nói là chắc chắn là một sẽ có, và thế giới một ngày nào gần đây sẽ có cuộc mưa hòa và gió thuận, không còn chiến tranh loạn lạc, không còn mưa bão lụt khổ sở, nắng mưa thời tiết khắc nghiệt như bây giờ các bác. Các bác mình là có một niềm hy vọng nên lời Đức Thầy là lời chân thật ngữ, nói không bao giờ sai. Thầy nói là hiện giờ đó là tại sao mà Đức Thầy phải mơ ước gì, tại vì hiện giờ các bác thấy trên thế giới bây giờ Thầy nói là khắp thế giới binh lương cụ túc hiện giờ nghe. Cho nên hiện giờ cái màn hiện giờ đó là thấy là chúng sanh đang vô cái màn trời chiếu đất,
cái cảnh khổ sắp tới. Thầy nói là nay gần đến Long Phi Xà Dĩ, cảnh gian nan bá tánh hầu kề, thấy chúng sanh còn hỡi say mê, khùng chỉ rõ đường tà nẻo chánh, khắp thế giới binh lương cụ túc. Các bác thấy có không? Binh là binh lính, lương là lương thực, cụ túc là đầy đủ. Để chi? Họ quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Mà họ xé sâu nhau lần này sao? Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt, tiếng ai bi thở than déo dắt, khắp đông tây nam bắc chịu u sầu, kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu, còn người bạo ngược là thừa cơ nguy thủ lợi. Vì vậy cho nên Đức Thầy Ngài có tiên tri cho biết là một ngày gần đây thế giới sẽ lân hòa hảo, thế giới sẽ hòa bình quá, không còn chiến tranh loạn lạc nữa. Vậy nên là trong bài xướng bản Thầy đã tiết lộ một ngày sau này Thầy sẽ trở về để mà chọn những đấng tu hành cao công quả, ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi khoan thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thì cô bác mình nên mừng đi, lời của Thầy nói là cô bác mình đáng trông đợi, dáng quán lo tu đi. Một ngày kia thế giới sẽ hòa bình, cả thế giới mưa hòa gió trừ thuận, không còn chiến tranh loạn lạc nữa. Vậy là chúng tôi lời nói đầu chúng tôi cũng có nói lên cái bổn phận trách nhiệm của Đức Thầy là dân năm sắc lệnh của Phật xuống đây để mở hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành ra công quả để mà gây cuộc hòa bình cho giải quốc chư bang. Thì để trở lại bộ đạo giảng của đồng đạo đưa lên là trong bài thu đá cuối, tay tăng sĩ gậy thiền quyết nắm, lần bụi bờ xuống thẳm lên đèo, dầu cho gặp lắm hùm beo, từ bi dẫn niệm quyết leo khỏi rừng. Thì cô bác chư đồng đạo cũng thông cảm. Chúng tôi cũng diễn ngâm một đoạn giảng rồi sẽ tiếp tục luận giải trong cái đề tài bốn câu giảng này, mời cô bác mình cũng đồng ủng hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chân hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Tại tăng sĩ gậy thiền quyết năm, lần bụi bờ xuống thầm lên đèo, dù cho gặp lắm hầm beo, từ bi dẫn niệm quyết leo khỏi rừng. Đâu nạn chi mà ngừng việc phải, cuộc tang thương biến cải cảnh trần, bực mình đeo đâm pháp thân, chờ cơn gió tạnh sẽ lần bước ra. Nam mô A Di Đà Phật. Thì để cô bác thông cảm cho tôi mở mặt nhắc lại một cái đoạn giảng này, thì Đức Thầy chúng ta dân lâm sắc lệnh của Đức Phật xuống đây để chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Thì Đức Thầy trước nhất Đức Thầy khuyên chúng ta là chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương. Vậy là chớ chia rẽ là Đức Thầy chúng ta cũng đã biết trước cái sự việc của chúng sanh cái đời mạt pháp này. Tại vì cái chúng sanh trong buổi hạ quân này là sống con người đó, là Thầy nói nhân ngặt đổi, nhân ngặt nổi, gặp đời hỗn độn, câu phương quân thần, phụ tử rã rời. Nên Đức Thầy mới khuyên tu hành hao sức tổn hơi, chẳng hời mở miệng ra than trách. Tại thời kỳ này chúng sanh quá là chia rẽ, quá nhiều nhân ngã, quá nhiều chia nhóm với nhau. Cho nên là đối với đời thì chia rẽ theo đời, đối với đạo thì chia rẽ theo đạo của bác. Cho nên là thời kỳ này là đúng cái lời của quyền ký của Đức Phật
Thích Ca khi xưa. Đức Phật Thích Ca khi xưa là ngài đã quyền ký trong cái thời Hạ Quân này đó, là cái buổi Hạ Quân trong thời Phật pháp này là thời kỳ của tranh đấu kiên cố. Cho nên từ Đức Phật Thích Ca trải qua tới thời kỳ Phật pháp này, Đức Phật phân ra 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giải thoát kiên cố. Giai đoạn thứ hai là thiền định kiên cố. Giai đoạn thứ ba là pháp tượng kiên cố. Giai đoạn thứ tư là đa văn kiên cố. Giai đoạn thứ năm là giai đoạn này. Quá quan trọng nhất là cái giai đoạn này nha. Giai đoạn thứ năm là đúng cái lời quyền ký Đức Phật khi xưa. Là giai đoạn thứ năm, giai đoạn này là thời kỳ đúng thời kỳ mạt pháp này. Đức Phật nói thời kỳ này là thời kỳ tranh đấu kiên cố. Vì vậy các bác mình thấy không? Giờ đạo nào cũng chỉ đạo nào cũng có phân nhóm chia rẽ với nhau hết. Phân nhóm này, nhóm kia, nhóm này nói nhóm kia nói nhóm nọ, chia rẽ nhân ngã với nhau, rồi nó sanh ra nhiều phiền não. Vì cho nên là đối với đạo, đạo nào cũng có cái nhân ngã, có sự chia rẽ. Cho nên hôm nay Đức Phật đã quyền ký thời kỳ này là thời kỳ là tranh đấu kiên cố. Đạo cũng tranh đấu mà đời cũng tranh đấu các bác. Vì vậy cho nên thầy kêu chúng ta là phải chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực. Cho nên thầy biết trước thầy than đó, thời kỳ này ít có ai mà được chịu đoàn kết để thương yêu lẫn nhau có một cha. Coi vậy cho cái điều thứ 8 của Đức Thầy dạy đó, cô bác kia đồng đạo coi kỹ lại coi đó. Thực chất là thời kỳ này đối với đạo đó ha, khó hành cái đoạn này lắm đó. Tại vì điều thứ 8 đó, tóm tắt phải thương yêu lẫn nhau có một cha. Mà thấy không, có nhiều cha chứ một cha ít đó. Và thời này đó là thầy kêu là tóm tắt ta phải thương yêu con một cha, mà thấy mồi là ít có hành được chỗ này. Rồi dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu giác chúng sanh. Tất cả thiện nam chính nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi cả giảng, mà giữ gìn phong hóa nhất nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đức chi đòi. Còn cái chỗ này là chỗ đặc biệt nữa nè cô bác. Đạo pháp thường hai dung với hòa, xét người cho tột rồi xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người thì người thứ ta. Còn mình bắt lỗi người, nói xấu người thì cái nhân quả người ta bắt lỗi lại mình, người ta sẽ nói xấu lại mình. Vì như vậy đây là thiếu hòa hảo, thiếu sự đoàn kết, đúng không, đi không đúng theo cái lời điều văn cấm thứ 8 này. Tại vì thứ 8 là tớ bắt phải thương yêu con một cha, dìu dắt lẫn nhau thì con đường đạo đức. Mà nếu ai giữ đặng như vậy đó, trọn lành trọn sáng vậy đó, thì chắc chắn khi về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, học đạo hoàn toàn là trở lại cứu giác sanh. Mà trái lại thời kỳ này chia nhẽ, bởi chia rẽ lẫn nhau. Có đoạn thầy nói đó, phiên dân đừng chia áo rẽ bâu, phải hợp tác gieo trồng giống quý. Mà thấy cái hợp tác thời này, thấy hợp tác ít anh em đạo, hợp tác ít lắm đó. Tại vì nhân ngã với nhau, rồi phân nhóm với nhau. Nhóm này không thích nhóm kia, nhóm kia không thích nhóm nọ, nhóm này nói nhóm kia nhóm nọ. Nói chung là từ đời lãnh đạo rất là chia rẽ. Đúng là cái lời quyền ký của Đức Phật Tổ khi xưa. Tới thời kỳ giai đoạn chót của trong buổi Hạ Quân mạt pháp này là thời kỳ của tranh đấu kiên cố. Thế nên đối với tất cả các đạo nào cũng có cái cuộc tranh đấu chia rẽ nhau hết, chứ không phải nói riêng một tôn giáo nào nha. Đây là quyền ký Đức Phật đó. Tới thời kỳ này là tới thời kỳ của tranh đấu kiên cố. Ít có ai mà biết thương yêu lẫn nhau để dìu dắt lẫn nhau. Bởi thầy than một câu là biết chừng nào được quy nhất thống, trở lại một đường hướng hậu. Khắp hoàn cầu dân biết thương nhau, nhắc ra thì dạ ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đâu văn sửa. Vậy cho nên là thầy than lên một cái câu này cho cô bác và chư đồng đạo. Đời lãnh đạo cũng phải nên kinh nghiệm chỗ này, lặng mà chúng ta biết thương yêu lùm bọc lẫn nhau. Đạo và đời cũng vậy, cũng phải, nếu mà đối với đời đó mà biết thương yêu lùm bọc lẫn nhau đó, thì không có nước này mà đem quân qua đến nước kia, phải không? Nếu mà biết thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau đó, thì biết ủng hộ nhau. Đàn anh thì biết bảo vệ cho đàn em. Nước lớn đại cường quốc thì phải giờ biết thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Những cái nước nào họ kém phước, kém vật chất, kém vật liệu hơn mình,
như vậy họ kém trí tuệ hơn mình, cái gì họ không kém mình. Thì bổn phận cái nước Đại Cường Quốc đàn anh đó thì phải biết bổ vệ đàn em như gì mới đúng cái câu của thầy ước khắp hoàn cầu, hoàn cầu không có riêng nước nào hết nha, dân biết thương nhau. Vì vậy cho nên hôm nay đức thầy biết trước gì cho nên thầy mới than như vậy đó. Cho nên Đức Phật dạy nên đem cái tình thương yêu nhỏ hẹp biến thành tình thương rộng khắp muôn dân. Cái tình thương giả dối đổi ra chân, thương người cũng như thương thân mình vậy. Thương để cứu chứ không thương để hại. Thương cao thanh đừng thương lối đê hèn. Đời tối tâm tình thương ấy là đèn. Đời đau khổ tình thương hết trên tất cả. Giàu tình thương xã hội đời thông thả. Nếu mà khắp cả hoàn cầu này mà sống được có tình thương chan chứa vậy ha, thì xã hội sẽ đời thông thả, không có cái cảnh mà thù hận lẫn nhau, không có cảnh mà chém giết lẫn nhau, không có cái cảnh mà đem quân nước này mà đánh nước kia, không hoàn cầu chiến thương nhau. Vì vậy cho nên là giàu tình thương xã hội đời thông thả, còn nghèo tình thương là khiến thiên hạ đảo điên. Mà hiện giờ mình thấy trong quả địa cầu này làm như là nghèo tình thương rồi mấy ông đạo. Cái nghèo là thiếu đó, cái chữ giàu tình thương là giàu tình thương là nhiều tình thương, mà cái chữ nghèo tình thương là thiếu tình thương. Vậy cho nên là giàu tình thương thì xã hội đời thông thả, mà nghèo tình thương khiến thiên hạ đảo điên. Cái tình thương có sức mạnh vô biên, xây thời loạn ra thời an chỉ được. Cái tình thương chuyển quả thành ra phước, người hòa vui nhờ có được tình thương. Các bác thấy là từ sớm chờm, từ trong gia đình, từ xã hội, mà nếu mà người vui hòa với nhau trong gia đình mà có được tình thương thì gia đình đó rất sống rất là hạnh phúc. Mà ở sớm chờm mà nó có tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau, người giàu có biết có bổn phận dòm để đùm bọc chở che như người nghèo. Ở sớm chờ mà có tình thương vậy đó thì người hòa vui là nhờ có được tình thương. Mà cái xã hội trên quả địa cầu này mà được hòa vui hết tất cả đó là nhờ có tình thương. Mà cái xã hội này sống mà khổ đau đắc bằng sống vậy đó, chiến tranh giặc giả đó, thì nó là nhìn cuộc thế bộn bề sống vậy, cửa thiền môn còn hỏi khóa then, nương xứ xa tạm dí cái đèn tỏ tâm sự của người liễu đạo. Vậy cho nên cái đắc bằng sống vậy, bốn bề sống vậy khổ đau đây là do chúng ta thiếu tình thương. Chứ nếu mà con người mà có đầy đủ tình thương đó, người hòa vui nhờ có được tình thương. Cái tình thương ấm áp tỏ thái dương, tình thương cũng như nước nguồn mắt hè mẻ. Đời như thở đứa hài nhi mới đẻ, cái tình thương là sữa mẹ nuôi thân. Thời đại nào tình thương cũng thiết cần, người tình thương mất người không tồn tại được. Dân tộc mạnh tình thương không mất nước, tình thương nhau pha lợt khiến thê lương. Thật tình thương đem đặt giữa chiến trường, chiến trường ấy máu xương không đổ. Hiện giờ bây giờ mà ông Putin không có tình thương đó là ông rút quân đem về liền, thấy không? Trung Quốc bây giờ là ông Tập Cận Bình không có tình thương đó, ông không còn ấy để mà xâm chiếm các nước khác liền. Mà cái này là thiếu tình thương, đủ thứ. Cho nên thiếu tình thương cho nên là bất chấp thủ đoạn. Cho nên thầy nói là sẵn túi tham, bất cứ chuyện gì giàu xấu tốt cũng là giàu chứa. Cho nên vì cái lòng tham cái lòng tham tàn của họ là lòng tham ác của họ, cho nên là họ không có nghĩ là khi mà họ nên đem quân qua đánh nước kia là trong đất nước của người ta đau khổ biết bao nhiêu đó. Tất cả mùa màng qua màu, nhà cửa thì bỏ bơm rồi là tan nát hết. Vì vậy cho nên là nếu mà con người mà sống mà thật tình thương đem đặt giữa chiến trường ấy máu xương không còn đổ. Thật tình thương đặt giữa cơn gây gỗ kia tức khắc trở nên hòa. Thật tình thương đặt trong tánh người ta sẽ hóa ra Bồ Tát Phật. Nếu tình thương trong lòng người để mất, thì người cùng thú vật khác nhau đâu. Đã là người chung sống quả địa cầu, nên mở rộng tình thương nhau chân thật. Mà nếu có tình thương nhau chân thật như vậy là người này xứng đáng theo Phật. Tại vì đối với Phật, thì giờ nào Đức Phật á, là cũng tâm từ bi, sánh thở ngọc ngà, trong các báo khó bì, tánh thiện. Từ bi là gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Tâm từ của chư Phật là thường ban vui chúng sanh, tâm bi của chúng sanh là thường cứu khổ chúng sanh. Vậy cho nên hôm nay Đức Thầy mới phiên dạy cho chúng ta phải trở lại cái con đường tình thương nhau chân thật. Thì như vậy nếu có tình thương nhau chân thật thì từ đây về sau chắc chắn một ngày mà Đức Thầy mơ ước là ước mơ thế giới lăng hòa hảo sẽ có, và gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang sẽ có. Thì cô bác mình nên nhớ lời của thầy nói đây là chân thật ngữ Đức Thầy tiên tri, và Đức Thầy ngài cho chúng thông nguồn tin lên cho chúng sanh nhân loại biết rằng một ngày kia thầy trở lại thì chúng sanh cả thế giới sẽ mưa hòa gió thuận, không còn gây gỗ nhau nữa.
mà chờ thầy trở lại mới có cái cuộc này nghe các bác. Còn nếu mà thầy chưa trở lại đó thì chưa có ai có khả năng để gây cuộc hòa bình như giải quyết chư ban hết. Bây giờ các bác mình dòm trên quả địa cầu này, mình kiếm người đi, ai có đầy đủ khả năng để mà gây cuộc hòa bình như giải quyết chư ban không? Chắc tôi thấy chưa có đó. Vì cho nên thầy nói đó, từ nay cỡ khổng gài then, chờ ta trở lại thì đèn hết lu. Thầy sẽ trở về đó, thầy cho biết là lúc đó mà thầy trở về và thầy cho biết là thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu. Thì thông tin cho cô bác biết là đồng đạo, đồng bào và đồng đạo nên mừng đi, một ngày hòa bình sẽ gần đây, chiến tranh không còn loạn lạc giặc giả đau thương nữa, là lời của Đức Thầy nói chắc chắn sẽ có. Cô bác mình sẽ có niềm hy vọng đi. Thì thôi, để trở lại bốn câu giảng của đồng đạo nêu lên là: tai tăng sĩ gậy thiền quyết nắm, lần bụi bờ xuống thẳm lên đèo, dầu cho gặp lắm hầm beo, từ bi giảng niệm quyết leo khỏi rừng. Cái bổn phận của đức thầy chúng ta xuống đây để gây cuộc hòa bình cho dân gốc chư bang, mà hôm nay thầy đã chưa trở lại, cho nên là trở lại cái bốn câu giảng này là ý nói lên là Đức Thầy chúng ta dân năm sắc lệnh của Phật xuống đây để lập hội Long Hoa, chọn nắng tu hành cao công quả để ba ngôi xứng vị xứng ngôi. Mà trong khi trên đường dạy đạo Đức Thầy rất là đau khổ quá, tại vì Đức Thầy ra đời thầy dạy đó là có ba phương pháp đặc biệt: tam độ nhất như, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu tương gia độ bệnh, cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Cho nên phương pháp dạy đạo Đức Thầy rất là đặc biệt. Đức Thầy dạy đạo có ba phương pháp: một là trị bệnh độ đời, hai là thuyết pháp độ đời, ba là viết sấm giảng để độ đời. Cho nên thầy ra đời, ra khai đạo năm 1939 tháng 5 18 rõ ràng đó, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đó đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan, cho nên thầy khai đạo năm 1939 năm Kỷ Mão, trải qua trong vòng chưa đầy một năm mà trên 2 triệu tín đồ các bác. Vì cho nên là cái phương pháp Đức Thầy dạy đạo quá là đặc biệt. Cho nên là lúc đó là lúc thời kỳ của người Pháp đang đô hộ đất nước Việt Nam chúng ta. Vì vậy cho nên là cô bác mà thấy khi mà Đức Thầy ra đời khai đạo chưa đầy một năm mà trên 2 triệu tín đồ, cho nên người Pháp họ thấy Đức Thầy là một cái gai trước mắt của họ, cho nên họ quyết định phải nhổ cái gai này. Vì vậy cho nên là họ mới tìm cách hại thầy đủ việc hết trơn các bác. Cho nên ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn, họ đem xe đến bắt Đức Thầy đi các bác, đi tốc hành, đi nhanh luôn, đưa lên châu đốc vài tiếng đồng hồ, rồi họ đưa thẳng xuống xe đét. Thì xuống xe đét rồi họ mới áp lực Đức Thầy của bác. Đức họ mới nói gì? Họ nói là: tôi nghe ông viết giảng, viết sấm giảng không cần giấy nhám, mà hôm nay chúng tôi thử ông coi có phải đúng vậy không. Cho nên họ áp lực Đức Thầy của bác là đem vô phòng toàn là người Pháp không, mà mình ơn Đức Thầy của bác, coi ông này có đủ cái lực đúng y chang cái lời mà ổng viết sấm giảng mà không cần giấy nhám không. Cho nên là cái đưa tới xe đét rồi đó, Đức Thầy với mấy người Pháp mới kêu Đức Thầy phải đưa giấy viết Đức Thầy coi đúng như gian lời của các người đồng đạo nói là ông này viết giảng là không cần giấy nhám không. Thì bắt đầu mình ơn Đức Thầy, mà họ ngồi xung quanh toàn là người Pháp không, để áp lực Đức Thầy, coi thầy lặng mà cho áp đảo Đức Thầy, cho Đức Thầy không còn tinh thần để viết giảng kinh. Vậy cho nên là Đức Thầy mới cầm tay hạ bút, thầy mới viết là: nhìn cuộc thế bộn bời sống dậy, cửa thiền môn còn hỡi khóa then, nương xứ xa tạm viết giới đèn, tỏ tâm sự của người liễu đạo, rồi sách có chữ thâm ân dục báo, phận làm người hiếu thảo nơi ngư gương, ấy chẳng qua là đạo luân thường, chớ Phật thích lìa quê ngàn dặm. Đức Thầy mới viết hết bài Sa Đéc. Rồi người Pháp lúc đó thấy vậy là thấy ông này công nhận nha, mình nó là xúm nhau mình áp lực ngồi là đông đảo gì mà mình có mình nên ổng, mà ổng vẫn viết được cái không cần một cái giấy nhám. Cho nên ông này rất là đặc biệt. Nhưng mà họ thấy vậy hả, họ thấy không yên rồi, họ mới đưa Đức Thầy xuống nhà ông Hương Bộ Thạnh chạch đũa thà no. Thì đưa đem xuống đó, Đức Thầy mới nói lên câu là: càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Thì lúc đó xuống tới nhà ông Hương Bộ Thạnh, Đức Thầy độ được vợ của ông Mai Văn Dậu. Khi đó rồi họ thấy không xong nữa, họ mới đưa Đức Thầy ra nhà thương chợ quán các bác. Tới đây rồi đó, Đức Thầy mới
tới nhà thương chợ quán là đưa Đức Thầy vô nhà thương điên. Lúc đó là lúc này Đức Thầy mới sáng tác lên cái bài là phòng vắng đêm khuya, dặn thời luân chuyển đưa ta tới, tới chốn nhà thương dưỡng bệnh điên, lắc léo quá công bài tán kịch, chia xa bổn đạo rất một sức mộng phiền. Phòng vắng đêm khuya lặng tiếng người, tâm thần phưởng phất cảnh vui tươi, rồi tới ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé mỉm cười. Và lúc đó họ đưa Đức Thầy vào nhà thương điên, nhưng mà họ thấy cũng không xong rồi, bắt đầu họ hại tiếp tục Đức Thầy nữa. Bắt đầu họ lấy một ngày nọ, một tên quan ba pháp đưa cái ly nước axit cho Đức Thầy uống. Rồi là tên quan ba pháp đưa cái ly nước axit cho bác sĩ Trần Văn Tâm, kêu đưa cho Đức Thầy uống. Cho nên cô bác ơi, tội nghiệp bác sĩ Trần Văn Tâm, ổng có lòng từ bi, ổng có vốn có duyên lành với Phật, cho nên là ổng biết cái ly thuốc này là ly thuốc độc. Nếu mà không có người nào uống vô một phần ba ly nước này mà còn sống được. Vậy nên hôm nay tên quan ba pháp đưa cái ly nước này kêu cho Đức Thầy uống, cho nên cái tâm ổng băng phăng lo sợ lắm, là rất hết sức là khổ đau trong lòng, không nở. Tại vì ly thuốc này là ly thuốc độc, uống vô phải chết. Mà hôm nay cái áp lực của kẻ cường quyền bắt buộc vậy, họ ổng phải làm sao. Cho nên ông bác sĩ Trần Văn Tâm khi cầm ly nước axit lên, nhưng mà trong lòng ổng rất là khổ đau các bác. Cho nên Đức Thầy biết được. Đức Thầy khi mà ổng cầm ly nước axit tới cái phòng Đức Thầy, ổng băng phăng lo sợ lắm, băng phăng lo nghĩ, không bao giờ nào có tâm ổng yên hết. Cho nên Đức Thầy biết được cái nỗi khổ của bác sĩ Trần Văn Tâm này. Đức Thầy nói: "Bác sĩ, ông đem thuốc bổ đó tôi uống đó. Đây em đưa tôi uống." Cho nên là lúc đó thì bác sĩ Trần Văn Tâm cũng đưa cho thầy chứ biết sao vậy. Thì bắt đầu thầy uống vô xong, thầy nằm nghỉ chừng dài cả nửa tiếng đồng hồ. Thì bắt đầu thầy ngồi vậy nói: "Bác sĩ, ông đem cho tôi ly thuốc bổ uống quá bổ khỏe, thấy cho mình bổ khỏe." Nam mô A Di Đà Phật, cô bác thấy rất là màu nhiệm vô cùng. Ly thuốc anh nước axit mà Đức Thầy uống vô không chẳng những không chết, mà Đức Thầy còn nói là bổ khỏe. Cho nên là lúc này ông bác sĩ Trần Văn Tâm là hết sức là kính nể thầy của bác, là rất là màu nhiệm. Cho nên là Đức Thầy mới nói tiếp là: "Bác sĩ, ông đi trị bệnh cho người ta, chứ vợ ông ở nhà bắt chứng bị nan y, chẳng những ông trị không được mà tất cả các bác sĩ khác đều bó tay. Cho nên tôi không nỡ uống hết ly thuốc axit này, ly thuốc này, mà tôi còn chừa một phần này, ông phải đem về cho vợ ông uống đi, chắc sẽ hết." Lúc này ông này ông mừng quá, quá mừng. Tại vì ông thấy cái màu nhiệm Đức Thầy uống ly nước nãy giờ, thầy chẳng những thầy không có gì mà thầy còn nói là bổ khỏe, cho nên ông mừng quá đem ly thuốc về. Trong lòng nửa mừng mà nửa lo. Nửa mừng là gì? Hôm nay chắc có thể là ông này là Phật Thánh Thiên gì đây, chứ không phải là người thường. Chứ nếu người thường uống vô là sẽ chết, mà chẳng những uống vô không chết mà ông cho là bổ khỏe. Mà hôm nay ông nói chứ biết mà tại sao mà vợ của mình bệnh. Đặc biệt ha, vợ của ông bệnh nan y lâu ngày, mà tại sao Đức Thầy biết? Chỗ này đặc biệt đó. Vậy cho nên Đức Thầy biết là vợ ổng ở nhà có bệnh, cho nên là Đức Thầy ổng mới nghĩ là tại sao cái việc này không ai nói ra, mà Đức Thầy biết là vợ ổng bệnh. Cho nên hôm nay ổng mừng, ổng nói đây là một ông này là một vị Phật tiên thánh gì đây, chứ không phải là người thường. Cho nên ổng mừng lắm, chắc chắn là một có cái ngày hy vọng. Vậy cho nên ổng mới đem về. Ông ấy kêu: "Bà ơi, bà tỉnh ở thức." Bà nói: "Bà ngủ ở thức." Bà mới trả lời: "Dạ thức." "Thuốc nè bà, uống đi." Cái là bà tưởng là bà cũng tưởng là thuốc đó, bà lấy tay cầm ly thuốc. Thì bà ổng mới giật lại. Cái bà mới bỏ ngỏ hỏi: "Tại sao vậy?" "Để tôi kể cho bà nghe." Bà bình tĩnh, tôi kể bà nghe. Màu nhiệm lắm bà ơi. Buổi sáng này tên quan ba pháp đưa ly thuốc axit đưa cho tôi, kêu là đưa cho ông Tư Hòa Hảo uống, mà tôi cỡ cho bà nghe rất là màu nhiệm. Chẳng những tôi đưa cho ông Tư Hòa Hảo uống mà ổng uống không chết, mà ổng cho là bổ khỏe, mà ổng biết bà ở nhà có bệnh nan y, là bệnh không có gì điều trị được đó. Cho nên ổng nói là đem về, còn phần thuốc này đem về cho bà uống, chắc chắn sẽ hết. Thôi theo như bà nghĩ sao?
Bà nói thôi đưa tôi uống, tôi uống ly thuốc này dẫu có chết cũng vui. Mà nhưng mà tôi nghĩ đây là có thể là Phật tiên thánh, có thể là biết gia đình mình, cho nên là biết hoàn cảnh khổ của gia đình mình, cho nên hôm nay chắc ông này là Phật, ông để ủng hộ gia đình mình. Tôi uống ly thuốc này tôi cũng chết cũng vui lòng, chứ ông nghĩ tôi nằm đây để mà chồng con khổ cực thì tôi, cho nên tôi uống ly thuốc này tôi có chết cũng vui lòng, thôi ông đưa tôi uống. Thì bắt đầu bà cầm ly nước axit bà uống, các bác ly thuốc uống uống vô. Nhưng mà bác sĩ Trần Văn Tâm ông rất là hồi hộp, uống vô rồi xong ông hỏi sao bà thấy sao trong mình sao, tại vì còn hồi hộp, chưa đặt lòng tin đó, còn hồi hộp. Thì bắt đầu bà uống một hồi bà nói khỏe rồi, trong mình tôi rất là khỏe. Vì vậy cho nên bầu nhiệm của bác ơi, khi mà bà bác sĩ Trần Văn Tâm là cái bệnh này là cái bệnh nan y không có trị được, mà hôm nay là ly thuốc này, ly thuốc axit này chẳng những đức thầy uống không chết, mà đức thầy còn chừa một phần ba ly thuốc này đem cho bác sĩ uống. Bà uống vô rồi bà bổ khỏe, mạnh khỏe, bình thường trở lại cái bệnh bình thường. Rồi lúc đó là nhờ cái mầu nhiệm này mà hai vợ chồng bác sĩ Trần Văn Tâm quy theo đạo và giáo hảo, phát quy theo thầy. Thì mới đầu cởi tiếp đi, mới trở lại hai câu giảng, bốn câu giảng của đồng đạo hỏi đó là: tai tăng sĩ gậy thì quyết nắm, lằn bụi bờ xuống thẳm lên đèo, dầu cho gặp lắm hùm beo. Cái chữ gặp lắm hùm beo này giống như là đức thầy danh đường truyền đạo của thầy đó. Thầy cho biết là ta xuống trần nhầm lúc nặng eo, nên khẽ phải bị kẻ hung khinh bỉ. Vì bác ái nên thân cuồng sĩ phải chịu điều khổ hạnh sâu xa. Hay là ta bước bước đường gặp nẻo trong, người Pháp câu lưu đức thầy, về đức thầy đi chỗ này về chỗ kia, rồi bắt đức thầy uống nước axit. Uống nước axit xong rồi bắt đầu tới khi cái sau cùng nữa, thầy hỏi thử cái chỗ này nó mới đặt cái cô bác thấy là bầu nhiệm vô cùng luôn. Cho đức thầy uống nước axit không chết rồi, nhưng mà họ chưa tha nữa. Bắt đầu bữa đó là họ để ba con cọp đói quá, đói mấy ngày. Mà thử lần này ha, nếu mà ông Tư Hảo mà thử lần này mà cọp đói mà không ăn ổng nữa ha, thì chắc chắn ông này là không phải là người thường. Thì bắt đầu đợi ba con cọp đói của bác. Thì một ngày nọ khi đói quá đói rồi là bắt đầu bắt đức thầy đưa vô chuồng cọp. Thì ba con cọp nó chạy ra, tưởng đâu rồi mấy người Pháp nói rồi, gì này ông Tư Hảo chết rồi. Ai về đâu, ba con cọp nó ra nó lại xuống mộp với thầy. Đức thầy dò đầu ba con cọp nói: ráng quán lo tu lẫn chuyện kiếp thú khổ lắm, rồi thôi đi đi. Thì bắt đầu thầy giờ đầu ban cọp xong rồi kêu đi đi, rồi ba con nó díu trở lại cái chuồng nó nằm. Rồi lúc đó cái người Pháp rồi thôi, họ biết là thôi ông này là không phải là người thường hoặc thánh gì đây. Rồi lúc đó là họ không còn hại thầy nữa, các bác, họ không còn hại thầy nữa. Rồi đó là họ đưa xuống nhà của ông Ký Giỏi. Lúc đó tới nhà ông Ký Giỏi là đặt là sau cùng cái đời và truyền đạo của thầy đó, thì tới nhà ông Ký Giỏi đặc biệt thêm một cái đặc là màu nhiệm đó, các bác. Cho nên cái đời của đức thầy là chuông chiên khổ đau lắm, các bác ơi. Cho nên nó là nhắc ra đây lại cho cô bác và đồng đạo chúng ta ráng gắn gì, ráng thương thầy. Nếu mà cô bác đồng đạo chúng ta nếu thương thầy thì phải ráng lo tu. Tại vì đức thầy là Phật, sao chẳng nỡ ngồi đây coi vậy hưởng quả bồ đề trường thọ len lỏi xuống dấu hồng trần để chịu cảnh cho người Pháp về đức thầy chỗ này, về chỗ kia, rồi cho uống nước axit, rồi cho vào chuồng cọp đủ thứ khổ đau. Là vì ai? Là vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa. Quát là cái cảnh khổ nay gần đến long phi xà dĩ, cảnh gian nan bá tánh hầu cờ. Hay là thấy biển khổ đâu an lòng đặng, thấy chúng sanh cái cảnh khổ sắp tới đó, sông thuyền ra cứu vớt thanh linh, miễn cho bá tánh dạng mình hết cơn bệnh tật hết tinh đạo tà. Vậy cho nên cái cuộc đời xong cái thiền bát nhã qua đây để cứu chúng sanh, thì thầy chịu hết rất là đau khổ. Tại vì ta xuống trần nhầm lúc nặng eo, nên phải bị kẻ hung khinh bỉ. Là kẻ hung là ai? Là cái người Pháp, họ hại đức thầy đủ gì hết trơn. Về đức thầy lấy chỗ này, về chỗ kia, về chỗ nọ, tới sau cùng bắt đầu họ cho đức thầy uống nước axit, rồi tới vào chuồng cọp mà đức thầy không chết. Lúc đó là sau cùng họ đưa vào nhà ông Ký Giỏi. Tới đây nhà ông Ký Giỏi mới đặc biệt của bác. Thì tới nhà ông Ký Giỏi đó, các bác biết á, là khi tới nhà ông Ký Giỏi đó là đức thầy ở nhà ông Ký Giỏi thời gian, nhưng mà ông Ký Giỏi vốn là ông làm thơ ký cho Pháp, ông không cũng cái người chưa có tin được tín ngưỡng Phật Pháp. Nhưng mà một ngày nọ duyên lành Ký Giỏi đó,
ông cái giỏi lúc mà chưa có tới Duyên Lành đó, ông thường á dùng cái danh từ đối với bà cái giỏi đó là thầy của bà, tức thầy ở nhà cái giỏi rất lâu nha các bác. Nhưng mà đối với cái giỏi chưa có tới duyên đó thì ông thường dùng cái danh từ là thầy của bà không à, chứ không phải là thầy tôi. Vì vậy cho nên một ngày nọ cái Duyên Lành cũng cái giỏi đó đến các bác, thì ở bên Pháp gửi về một gói trà thượng hạng, một gói trà rất là đặc biệt. Rồi một ngày nọ ông cái giỏi mới nghĩ gói trà này gói trà đặc biệt, chỉ đãi những quan khách nào đặc biệt, mà ông suy nghĩ ai là người để là khách đặc biệt. Ông nghĩ đức thầy, vì là nhà mình có ông Tư Hòa Hảo ở đây rất là lâu, thôi thì bữa nay là thôi mình châm trà để mời ông Tư Hòa Hảo ra uống nước trà với mình. Thì bữa nay cái Duyên Lành cũng cái giỏi đó đến các bác. Thì ông một ngày nọ, một ngày đó ông tự tắm rửa sạch sẽ, tự châm trà chứ không sai gia đình nha, không sai người ở đó nha. Bữa đó là đặc biệt, cái nhân viên làm cái giỏi tới đó không sai hết, tự là vô nấu nước, tự châm trà, rồi bưng bình trà ra, rồi và nói với bà cái giỏi á, tôi chuyển lời mời của thầy của bà xuống bà, cái phòng khách để dùng trà. Thì bắt đầu bà cái giỏi bà mới kêu mới lên thỉnh thầy xuống cái phòng mà con cái giỏi để dùng trà các bác. Thì bữa đó là tự tay ông cái giỏi châm trà, rót trà, rồi là khi rót chén trà ra, đức thầy ông cái giỏi mới dâng hai tay đưa cho thầy. Thầy bưng ly trà, thầy trầm tư mặc tưởng một hồi, thầy không uống nha, thầy hắt ra sân. Trời ơi các bác thấy làm cho ông cái giỏi bàng hoàng ngơ ngác hết chứ. Không biết từ khi ông đức thầy ở trong nhà mình, không biết mình có sơ xuất những gì không, mà tại nó hôm nay mình đã rót trà để dâng hai tay dâng cho thầy, mà hôm nay đức thầy không uống mà đức thầy còn hắt ra sân. Là chỗ này là chỗ đặc biệt, cô bác mình lưu tâm chỗ này. Rồi là đức thầy mới biết được cái nỗi khổ ông cái giỏi. Đức thầy mới nói ông ký chắc ông khó chịu về cái hành động của tôi giờ rồi phải không. Tôi cho ông biết, nhờ cái ly trà của ông mà tôi chữa cái kho xăng cách đây 1000 thước, kho xăng bốc cháy dữ dội, mà nhờ ly trà này mà tôi chữa được cái kho xăng. Thì nói tới đây ông cái giỏi ông càng bàng hoàng ngơ ngác, băng phăng trong tâm, tại sao một ly trà mà đức thầy nói là nhờ ly trà này mà chữa kho xăng cách đây 1000 thước. Thì bắt đầu vừa nói đức thầy nói là có điện thoại gọi đến, thì bắt đầu điện thoại gọi tới, các bác nói ông cái giỏi ông phải tới ngay cây cầu Bạc Liêu, tại cái xăng cái đó là gần cây cầu, ông phải tới ngay cây cầu Bạc Liêu, kho xăng đang cháy dữ dội. Thì bắt đầu điện thoại tới là ông cái giỏi ông nổ óc rồi đó. Đức thầy nói một ly trà mà chữa kho xăng mà ông chưa tin, nó băn khoăn trong tâm đó. Rồi bắt đầu đức thầy nói là điện thoại gọi tới, thì gọi tới rồi bắt đầu ông mới quýnh thầy kho xăng đang cháy, nếu mà kho xăng này chữa không kịp đó là cái kho xăng trên 20.000 lít mà nó đang cháy dữ dội buổi trưa, mà nếu mà không chữa được, không nghĩ giỏi nghĩ là nguyên cái chợ Bạc Liêu này sẽ bành địa, sẽ cháy ra cho hết. Ông không còn bình tĩnh nữa, ông mới lấy xe ra ông lái. Đức thầy nói ông bây giờ ông không được bình tĩnh, thôi để tôi lái cho. Nhưng mà ông nói không được, phải để tôi lái. Thì quát biết ông lái ha, tới đó bà già tự nhiên bắt đâm ngang đức thầy, không có nhờ đức thầy là ông đụng bà già đó chết queo. Bà già bắt đâm ngang cái giỏi lính quýnh, rồi ở đầu là thấy cái giỏi lúng túng của đức thầy, lấy cái tay lắc một cái như là qua khỏi tai nạn của bà đụng bà già. Vào tới chỗ rồi thì thấy mọi người đang xôn xao bàn tán. Thì bắt đầu ông ký giỏi tới hỏi mọi người nói: trời ơi ông ký ơi, thì buổi trưa nay thiệt tình đó là tự nhiên không biết cái gì mà tự nhiên kho xăng bốc cháy, cái kho xăng trên 20.000 lít, mà chúng tôi tưởng đâu nguyên cái chợ Bạc Liêu này sẽ ra cho hết, ai ngờ đâu mầu nhiệm không biết đặc biệt thì sao, tự nhiên có đám mây chuyển tới và bắt đầu mưa ào ào kho xăng tắt, quá trời mừng. Mà tôi cho ông biết đó là cái đám mưa này đó là mây là che ba mây chuyển đó là chỉ khu vực kho xăng không à, mà mưa chỉ có vòng vòng cái kho xăng không à, chứ còn ngoài ở ngoài không có mưa. Mà cái mùi nước mưa này là làm như chúng tôi thấy là cái mùi nước mưa là rất là đặc biệt, cái mùi nước mưa này có hơn cái mùi trà rất là đặc biệt. Và nói tới đó rồi đó là ông ốc ác trong cái giỏi ông vợ cục lẫn cục lên cái phát màu nhiệm đó. Cho nên lúc đó mới nhớ lại đức thầy là cầm cái ly nước mà thầy cầm ly trà mà thầy hắt ra xăng, thầy nói để chữa khói xăng đang cháy đó. Thì lúc đó là đức ông kia giỏi nổi ốc rồi, nhưng mà ông giờ qua đức thầy một cái thôi, thầy với ổng bắt đầu trở về.
lên xe trở về. Tại vì khói xăng đó chắc là tắt hết trơn rồi, bình yên rồi, mọi người đang mừng hết trơn rồi. Thì bắt đầu là về, bữa đứa nó ông kia giỏi, ông nằm ngủ không được. Ông nói gì vậy, đức thầy quá màu nhiệm rồi, có một ly trà bình thường đây mà chữa khói xăng này quá. Đức thầy màu nhiệm ra, ông chỉ thầy, ông biết thầy linh nghiệm thôi chứ ông chưa có hiểu gì khác hết á. Ông nói thôi vậy là qua ngày sau, ông nói quyết định bữa nay phải quy tắm rửa sạch sẽ buổi trưa này là phải quy cho thầy. Thì bắt đầu lên đó là bạch với thầy, dạ thưa thầy, bữa nay con quy theo thầy, nhờ thầy nhận con làm đệ tử. Đức thầy nói ông ký, ông thấy là tôi là một ly trà mà chữa khói xăng trái, ông thấy sự linh nghiệm của tôi, ông quy với gì. Thôi bây giờ là ông đừng dừng lại đi, chừng nào ông cứ theo dõi tôi đi, chừng nào ông công nhận tôi là Phật á thì ông hãy quy. Đây là đức thầy muốn để mà cho đó ông ký để theo dõi thời gian nữa. Thì bắt đầu là ông ký, ông quy ngày đó tính quy mà đức thầy không cho nên nó khi mình mà làm cái gì đó mà không được cái ngày đó là khó ngủ lắm, đêm đó trằn trọc ngủ không được, lăn qua lộn lại nhớ lại mấy ba người bạn mình đã học chung binh pháp mà hiện giờ đã về ở Sài Gòn đó, mà hôm nay sẵn cái nhân dịp này gửi thơ, đã gửi thơ mời ba người bạn mình tới đây để chứng kiến cái sự màu nhiệm của đức thầy của mình, mà cho ba người bạn mà biết là đức thầy là một vị rất là đặc biệt, một cái ly trà mà chữa sắc tắt cái khói xăng. Thì bắt đầu đêm đó là trằn trọc ngủ không được, ông mới gửi thơ ba người bạn là hẹn tới ngày đó bạn sẽ tới đây chứ sẽ chứng kiến. Thì một bữa nọ sáng thức dậy cái đức thầy nói ông ký, bữa nay ông chuẩn bị trà nước đâu đó đàng hoàng rồi là để đón ba người bạn của ông là ở ngoài từ Sài Gòn họ sẽ tới đó, mà đúng 10 giờ họ tới đó. Làm cho ông ký ông giật mình đó chứ, tại sao mình nó là viết thơ gửi với bạn mình nó trong phòng vắng đâu có ai biết đâu nửa đêm, mà hôm nay là cái ngày hẹn mà đức thầy biết. Cho nên ổng cũng là nở với thầy, kính nở với thầy cái này ha. Rồi nhân bản theo dõi có đúng thời gian vậy không, thì có là thiệt cô bác đúng 10 giờ rồi là nghe ngoài cổng bấm chuông reo lên rồi, thì ba người bạn ông ký tới, ông nói công nhận thôi đức thầy thiệt là quá là màu nhiệm. Thì bắt đầu tới nói cho mau, thì bắt đầu tới ba người bạn mới nói là uống khi mà trà nước xong rồi ba người bạn mới vô câu chuyện hỏi đức thầy. Dạ thưa ông Tư, tôi nghe bạn tôi đồng ký giỏi đó là nói là ông là một ly trà mà chữa tắt cái khói xăng, việc này chúng tôi chưa thấy, giống như quyền thoại quá chúng tôi chưa tin. Chứ bây giờ ông dòm đấy, bây giờ khoa học người ta đó là người ta chế ra điện quạt máy tất cả công nghệ giờ đó, mà hiện tại tất cả nhân loại thế giới quả địa cầu này ta đang nhờ cái công nghệ hiện tại, còn ông nói chuyện quyền thoại vô di cho chúng tôi chưa tin. Thôi giờ ông chứng minh cái việc gì cho chúng tôi tin. Cái thầy nói á, mấy ông cần điện bật gió mới cháy, điện có điện thì đèn mới cháy. Thôi bây giờ mấy ông để tôi chứng minh cho mấy ông thấy nha, mấy ông cúp cầu dao hết trơn đi, tôi sẽ cho quạt gió cháy, không có điện mà quạt gió cháy, rồi đèn á là tắt đi không có điện mà đèn vẫn cháy. Thì bắt đầu là mấy ông mới cúp cầu dao tắt hết. Đức thầy nó cho biết á, tôi cho mấy ông biết là nó sẽ cháy khắp mấy phần của cái gì khoa học của mấy ông đó. Thì bắt đầu đức thầy chỉ vô cái quạt gió, thầy nói quạt gió quay coi. Thì cô bác thấy là cái quạt gió nó quay một cái hết sức, quay bốn công quạt gió luôn. Thì thầy chỉ một cái đèn cháy coi, thì thầy chỉ một cái ha, thì đèn nó cháy sáng bằng gấp mấy lần cái đèn điện của mình. Thì lúc đó là ba người bạn của ông cái giỏi đó kêu, thôi ông tư ơi chúng tôi tin ông là Phật rồi, cho đèn tắt đi, quạt gió tắt đi để ông thôi nó quen hồi là nó sẽ có việc xảy ra không tốt. Bắt đầu thầy mới cho tắt cô bác. Thì lúc đó là đức thầy cái sự thấy sự màu nhiệm của nó rồi á, là ba người bạn của đức thầy, ba người bạn ông cái giỏi với ông cái giỏi đều quy theo thầy. Lúc đó là thầy mới nhận ông cái giỏi làm đệ tử và ba người bạn là quy một lượt luôn. Thì lúc đó là đức thầy mới cho ông cái giỏi một cái bài là rất là đặc biệt các bác. Cái bài này cũng là tiên tri nha. Đức thầy á là cho ông cái giỏi một cái bài là đời nay khoa học thật khéo cho bài ra cái máy chạy do là quạt gió đó,
tranh quyền tạo hóa nồng thai lạnh, đông á lần hồi phụ hoặc mo, có tiền mua lấy cũng nên cho, tủ sắt còn đầy còn gió do, nhưng nỗi khan dầu e hết điện, trở về lối cũ lụm cao mo. Thì đây là cái lời tiên tri Đức Thầy đó. Một ngày Đức Thầy là nói câu này là năm 1940 phải không, 44 mấy đó. Mà cô bác biết là sau này là thầy cho biết là nhưng nỗi khan dầu e hết điện là Đức Thầy tiên tri cho biết đó. Mà cô bác về tin không, chứ thật chắc đó, tôi là tin đó. Tin lời của thầy nói là không bao giờ sai đó. Hiện giờ điện dầu đầy đủ phải không, nhưng mà thầy cho cái bài, cho cái bài này thầy cho cái giỏi đó ha. Thầy nói là sau này đó là nhưng nỗi khan dầu e hết điện thì trở về lối cũ lụm cao mo, lúc đó cao mo chừng ấy đắt tiền cho. Vậy cho nên là cái hiểu của tôi đó, cô bác thấy nếu mà hiện giờ là nếu cuộc sống bình thường đó, là tất cả thế giới họ sống bình thường, cả thế giới mưa hòa gió thuận đó, thì điện và nước là điện nước là đầy đủ. Mà ngặt con cái là thế giới mà họ không còn thuận thảo nhau nữa đó, thì nó làm mẹo đó hết, dòng bay dơ dẳng khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, lê văn trăm họ sáo sào rã về phụ tử báo đạo tuổi nhiệm tuôn, rồi xương quá sức quắc cuồng tâm não quyết cứu người dùng đạo phổ thông, ước mơ cho được đại đồng tràn trời khắp cả là không thánh thơi. Thì lúc đó thế giới họ đang gây gỗ, họ đánh với nhau rồi, thì chắc chắn là một ngày kia sẽ khan dầu hết điện của bác. Thì thôi để trở lại bốn câu giảng của đồng đạo hỏi nêu cho vừa qua đó, là tai tăng sĩ gậy thiền quyết nắm, lằn bụi bờ xuống thẳm lên đèo, dầu cho gặp lắm hầm beo, từ bi giảng niệm quyết đeo khỏi rừng, đâu nản chí mừng giật phải lại nói công cụ Đức Thầy, văn năm thất lệnh của Đức Phật xuống đây để là chuyển lập hội Long Hoa, lão đây dương lệnh Phật tôn lãnh căn thưởng phạt chư môn giữ lành, hay là có ngài mở rộng quy khôi non thần gian chuyển cùng ngồi chữ phân. Thì cái trách nhiệm Đức Thầy xuống đây dạy đạo, nhưng mà nó có nhiều cái cảnh gam go ngược pháp, bắt Đức Thầy, cho Đức Thầy uống nước axit và bắt Đức Thầy vào chuồng cọp. Hết cuộc đời của Đức Thầy dạy đạo hết sức là chương chuyên, ta bước đường gặp nẻo trong mà không nản chí với lao nao lòng, dắt dìu nhân loại câu quyền bính quyền bí bữa đức dạy đời rạng Á Đông. Và đến đây chúng tôi giải luận giải bốn câu giảng của đồng đạo đưa lên đến đây, xin dứt lời. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.